đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa cùng vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi đồ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau. Nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa. Đơn vị. Các ý kiến đều nhấn mạnh việc điều chỉnh tổ chức biên chế sử dụng cán bộ cũng như các cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, điều chỉnh chức danh chuyên môn kỹ thuật đối với các cán bộ tại cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế. Ủa sư phạm xảy ra. Ra ban đầu ấy thì cần có cái sự ứng dụng linh hoạt với từng nhà trường và cần thời gian. Cũng như chúng ta cũng phải chấp nhận những điều chỉnh sao cho hợp lý hơn và thực hiện cái điều chỉnh sớm hơn. Rõ ràng cùng với một chính sách, nhưng không phải là trường nào, địa phương nào cũng thực hiện giống nhau. Khó có thể đổ lỗi cho giáo viên là hiểu chưa đúng nếu họ không... Khi mới ra đời, thông tư 26... thì việc xây dựng chương trình kế hoạch hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo nhiệm kỳ và hàng năm, trong đó xác định rõ các lĩnh vực hoạt động và đối tác ưu tiên. Em mang về FM không bao nhiêu?
em này. Muốn quả đâm yến chưa bằng to tiền. À em. Hai do thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần làm trưởng đoàn, trực tiếp chỉ đạo triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại tỉnh Bắc Giang. Theo đó, bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 triển khai tại cơ sở 2 của trường. Còn chứ làm gì cái bẩn nhà ra? Dương Hùng nghe nói mình cả sợ. Đồ hèn mặt kia thì còn sao dũng được. Các ta hãy khoan, không nên. Dạ, thì công việc này không gây áp lực. Thầy Tùng cho biết giáo viên ở trường Lomonosov khá nhàn khi làm tổng kết cuối kỳ cuối năm theo thông tư 26. Ban giám hiệu cũng hướng dẫn giáo viên thực hiện ngay cái việc là giáo viên nhận lớp thì cũng... Máy hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng các bác nhé. Con này đang cực kỳ đẹp luôn. Rất chi là đẹp.